Đúng rồi, bụng nặng mới quay clip, bụng nhiều mới quay clip, bụng bình thường. Đây mấy ca nặng mới nặng, mới quậy đúng không? Dạ đúng rồi. Hello mọi người. Chỗ này dễ mắc rồi. Chạy hết rồi. Để biết tôi lâu rồi mà hôm qua nè. Em biết chị lâu đó. Tại sao không qua sớm? Qua sớm là giờ hết mụn rồi. Sợ lấy mụn hả? Bên kia có lấy mụn cho em không? Bên kia biêu da. Trời, da đã yếu. Chị nó làm bất chấp lương tâm vậy trời. Em biêu 2 lần đó chị. Em thấy da em đâu có đẹp lên đâu. Biêu lúc da... biêu thì đẹp đúng không? Dạ không, mà lúc biêu thì nó lên mụn mà, đẩy mụn mà. Người ta kêu là có mụn ẩn ở dưới thì nó sẽ đẩy lên. Còn mà... nếu mà không có thì đương nhiên nó sẽ không đẩy. Nhưng mà người ta chỉ nói vậy thôi chứ nó đẩy nhiều lắm chị. Mụn mình có hay không mình nhìn là mình biết chứ cần gì vậy. Biêu nó đẩy lên mới biết là mình có nhiều mụn. Thì mình cứ tin tưởng người ta da liễu mà. Da liễu cái gì mà da liễu. Bán mấy cái thuốc đó bên chị bán không được chứ có gì cần tới da liễu. Làm hư da em vậy. Không cần tới da liễu đâu. Muốn làm mình đi làm. Thì chủ yếu là giờ em tự cảm nhận thấy là da em nó có yếu hơn trước không? Rất là yếu chị. Thì đó. Đấy là do mình tự cảm nhận luôn chứ không đâu có cần nhất thiết là phải đi bác sĩ hay gì mới biết là da mình yếu hay không. Linh hôm qua chắc cũng đi Oha Skin chi đâu. Linh nào nè. Linh Vũng Tàu ơi. À. Đi bác sĩ, nó kêu đi cho bác sĩ da liễu mà lấy mụn bằng tăm bông thì chỉ có Oha Skin gì đâu. Lấy xong về sẹo luôn quá trời mặt. Thâm một toàn thâm chai không. Nó sẽ có hơi đau chút nha. Dạ em thấy hơi đau chị. Dạ yếu quá là sẽ đau. Với da bình thường rồi nó có cái độ vậy của nó thì nó đến nỗi mụn chai không à. Ghê á. Em không phục hồi là nó còn bị nữa. Yếu mà. Okay. Mụn này không có gì là ngon hết á. Quay mụn như không à? Nó có lên đâu mà. Tại mụn chai chai không à.
còn đi mấy lần nữa, Nguyên mua gói đi cho nó tiện, chứ nó cũng chưa hết hẳn đâu. Tiết kiệm. Giặt nó có mùi. Không, đồ mới có khi này giặt ha. Cái này nó không được, nó bẩn nên là chiêu rồi sao. Để lấy điện thoại chị nè. Alo. Chị ơi, chị ơi, em bận á, tại sáng em bận em chưa trả lời chị đó. Sáng em khách vô đông quá nên em không có đi được. Dạ, em chưa thấy cái gì, em nhắn trên trang cho chị nha, chị đừng gọi em nữa nha. Tại sáng em bận lắm. Cái tội hẹn lịch. Chị giờ mà chị hẹn ngày nào nó không gọi à? Hàm hồ. Đâu có chị. Con em, da em nhìn nó yếu, mụn tan mụn chai không à.